漫天飞舞，我在踌躇该不该停下脚步，怕你义无反顾，爱得太辛苦，从来不给自己留一点退路。我不怕辛苦，只怕留不住你掌心残留的温度。如果天要我背负一辈子的孤独，我只想妹。你为了意妹nói Quỳnh sống chung với mùi là vì mùi giúp cho Quỳnh hả? Thiệt là vô ý nghĩa. Giữa hai chúng ta không lẽ còn tâm tình luyến ái hay sao? Quỳnh là giang phu, mùi là dâm phụ. Chúng ta chỉ tìm thấy ấm trên người của đối phương thôi. Còn cả chuyện khác, trong lòng của Quỳnh không có mùi, trong lòng mùi cũng không có Quỳnh. Mùi nói có đúng không? Thôi được. Quỳnh nhận. Bị mùi nhìn thấu tim của Quỳnh. Gần đây Quỳnh tịnh cần một số thuốc men, giá cả sẽ là khả quan. Quỳnh muốn dành mối làm ăn này lại riêng cho mình, nhưng mà mùi cũng biết Quỳnh thiệt không có đủ tiền. Hơn nữa ngày này cạnh tranh rất kịch liệt, cho nên Quỳnh hy vọng mùi cho Quỳnh mượn một chút tiền. Sao lại không chịu nói sớm? Tội tình gì phải dòng dò tam quốc, nói tình cảm cuối cùng cũng bị vạch trần. Như vậy muội nói được hay là không được? Để muội suy nghĩ lại đi. Còn suy nghĩ cái gì? Của Quỳnh cũng như là của muội. Đại thiếu phu nhân về tới rồi. Trong nhà không có chuyện gì chứ? Dạ không có gì. Có cô ở đây ta thấy yên tâm. Đại chào đại thiếu phu nhân. Đại thiếu phu nhân. Đại thiếu phu nhân. Ý, trong nhà có khách à? Là bà Châu đã tới. Là Nguyệt Nga, sao lại không nói sớm? Nguyệt Nga. Ngũ Bình. Thật xin lỗi bắt cô phải đợi. Nè, vô đây ngồi. Mấy tháng rồi chúng ta không gặp nhau, hình như cô đã tiêu tụy hơn nhiều. Vậy à? À, tôi ở Bắc Bình có đem qua theo chị. Tôi định kêu Lan Yên theo cho mình. Lan Yên để gả cho người ta hả? À đúng rồi, nó cũng đã tới tuổi lấy chồng rồi. Lần này cô tới kiếm tôi chắc không phải chỉ để trò chuyện đơn giản. À, đương nhiên là nhớ cô. À, nhưng mà nghe nói trên tỉnh có một số thuốc men có lời rất là cao. Lão giao của tôi kêu tôi tới đây hỏi cô.
Nếu cô có thể nào nhờ tiền Trang đệ Hưng phê cho tái xuân đường của chúng tôi một số tiền, Ngữ Bình không biết có được hay không. Cũng lại là thuốc men của tỉnh thành, có nhiều người đã nhắm đúng cục thịt nạc này. Bình muội, hai chúng ta là hai tỷ muội tốt, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Lần này cô nhất định phải giúp giùm tôi. Châu Thế An không biết là kiếp trước đã tích được phước đức gì, cưới được một người vợ tốt như là cô. Ảnh là tướng công của tôi mà. Ảnh tốt tức là tôi tốt, tôi tốt tức là ảnh tốt, đúng không? Thích với chất lượng cao nhất, mời các bạn ghé thăm shop phim bộ.com. Nhà họ Châu của cô trong trấn Bình An này cũng là đại hội nhất nhì, bây giờ cũng tới hỏi chúng tôi mượn tiền. Nhưng mà con số này không phải là một con số nhỏ. Tiền Trang đại hưng của chúng tôi cũng chắc không có nhiều tới như vậy. Hay là vậy đi, cô cho tôi suy nghĩ lại, tôi sẽ trả lời cô sau. Cô cảm thấy thế nào? Chuyện này nhất định nói tới cùng là tôi mượn tiền của cô. Ừ. Lệnh giao đầu, ngươi dạy cho chúng tôi cứ như vậy cả tháng trời, không chịu dạy cho chúng tôi công phu thật sự của ngươi. Dạy chúng tôi vài chiêu đi, vài chiêu không bán tối. Ngươi nữa, ra đi. Các người luyện tập trước đi. Dạ được, dạ được. Dân ca ca, qua đây mau. Lan Yên, cô... Tôi đã không gặp huynh mấy ngày, tôi cố tình nấu vài món ăn đem tới đây cho huynh. Không cần, chỗ này cái gì cũng có, cô không cần gì ta phải lao tâm. Hây, đồ ăn ở đây đâu có ngon bằng tôi nấu. Ừ, ta có thể kiếm cơ hội tới nhà cô. Còn nói, đã mấy ngày huynh không có tới nhà của tôi. Ừ, chỗ này thiệt là bận rộn. Anh à, Lục đại ca vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe. Vậy còn vô sông? Cô vẫn mạnh. Ừ, vậy tốt. Nè, bát canh này tôi đã hầm suốt mấy thì thần, thử lúc còn nóng ăn đi. Một lát tàn. Vinh đại ca, Vinh đang lén né tôi đó hả? Ta không có, không có thiệt mà. Vinh đã nhìn thẳng mắt của tôi mà nói. Tôi chỉ khó ưa như vậy hay sao? Có người tới nỗi làm bạn với huynh cũng không được hả? Không phải tiểu thư, cô đã thành thân. Có câu thị phi khó nghe, ta chỉ nghĩ cho cô thôi. Quân tử thẳng thắn, chúng ta thanh bạch sự thanh bạch, sợ gì tới lời nói của người ta. Huynh không ăn thì thôi. Ta ăn. Tâm tộc trưởng, anh này làm phiền ông nói giùm tôi vài lời đi. Được. Một lát nữa trở về xuống thuốc tạo phước cho bà con. Ông cảm thấy thế nào?
À, nếu như ông có lòng như vậy, chuyện sau này thì tôi xử lý. Rất là ngon, ăn mau. À, tôi sẽ tận hết sức mình. Dạ. Ăn đi, xin lỗi. Lúc nãy đi đâu? Đi quyến rũ đàn ông con trai, có phải không? À, chưa có biết Lan Yên. Ăn của ta ở của ta, đây là người của ta. Tốt nhất là ăn phận thủ kỵ một chút. Nếu như không, ta sẽ cho cô ăn không ngon, ngủ không yên. Cô. Thôi được, tại vì ta không tốt, hả? Vậy được chưa? Là bởi vì ta quá yêu cô, mới cận trường tới cô thôi. Đừng có giận nữa, hả? Tức giận sẽ sinh ra bệnh, ta cảm thấy đau lòng. Lục đại hộ sắp về tới. Về tới thì về tới. Ngày mai ta lên tỉnh thành, một tháng sau mới về tới. Hãy cho ta đi. Hôm nay nhà của tôi có khách. Thôi đi. Khăn khăn là có khách trong giờ phút này. Có biết ta nhớ cô lắm hay không? Hả? Ta về. Cô đi. Phải nhớ ta. Chờ ta về. Hả? Ta đi ha. Làm dơ hết quần áo của tôi vừa mới giặt xong. Dơ không phải là quần áo, mà dơ là con người. Quần áo bản thân của nó không dơ, là tại có người làm cho nó dơ. Cô thiệt càng ngày càng biết nói chuyện. Hôm xưa ta gả cô cho Lục Đại Hữu chính là muốn cô hiểu một người đàn bà tam tòng tứ đức phải giữ phụ đạo, ưng gà theo gà, ưng chó theo chó là hạnh phúc nhất trong cuộc đời của họ. Chị rất tiếc cái đạo lý này, dù sao cô cũng không mấy hiểu. Tại sao ta còn thấy được? Lão gia từng hay tới đây vậy hả? Phu nhân, bà có biết trong bao nhiêu năm nay có bao nhiêu người bị thương hại hay không? Chuyện này cứ lặp đi lặp lại mà bà vẫn còn lo lắng ngày đêm. Tại vì nguồn gốc của tội lỗi thật sự không phải là bà, mà là phu quân của bà.
Nếu bà thật sự có bản lĩnh, xin bà hãy về dạy dỗ phu quân của bà cho đàng hoàng. Đây mới là cách yên ổn suốt cả đời. Ta không cần ngươi dạy đời. Một người đàn bà không biết liêm sỉ, có tư cách gì để dạy đời ta? Nếu bà thật sự có bản lĩnh thì xin hãy về dạy dỗ tướng công của bà cho đàng hoàng. Hãy vô nhà trước đi. Dạ được. Quỳnh Nga, cô không sao chứ? Có chuyện gì? Thật sự xảy ra chuyện gì hả? Tôi tưởng là gã Đỗ Lăng Yên đi rồi thì anh sẽ hồi tâm chuyển ý, thì không ngờ hai người họ vẫn còn tư tình với nhau. Ngũ Bình, tại sao vậy? Tại sao vậy? Cô đừng có như vậy mà. Cô vì ảnh mà ra tới nông nỗi này. Hay là cô hãy tự lo cho mình đi, có biết không hả? Nguyệt Nga, đừng khóc nữa. Anh đã thay đổi. Đừng khóc nữa mà. Được rồi, cô đừng có khóc nữa. Nè, hãy mau trở vô nhà đi. Hả? Đi vô nhà. Đi. Đi. Hay nó cũng mua được vé rồi. Hay thiệt. Cảm ơn. Vé của cậu. Vé của tôi. Nè, hôm nay không phải Tiểu Diễm Thu hát Quý Phi Bí Tử, tại sao lại đổi? Ây nè, tôi tới nghe Tiểu Diễm Thu hát đã chưa lâu rồi. Xin lỗi hai vị khách quan, Tiểu Diễm Thu đã thành hôn, Ngọc Như Ý của chúng tôi mời về, giọng hát cũng rất là hay. Hay là hai vị nghe đào qua kiến đi hả? Tôi chỉ muốn nghe Tiểu Diễm Thu hát thôi. Nếu không có cổ, tôi không muốn nghe. Thế gian này ngoài Tiểu Diễm Thu ra, có ai hát hay hơn cổ đi? Không nghe thì đi đi. Ê, là Quỳnh hả? Nè, cô cũng tới đây nghe Tiểu Diễm Thu hát. Ừ, từ nhỏ tôi đã thích nghe rồi. Bây giờ cổ không còn hát, sau này tôi không có tới nghe nữa. Cô thích nghe cổ hát bản nào? Mẫu Đơn Đình Tây Sông Ký. Gần đây Quý Phi Tí Tủ còn hay hơn nhiều. Đúng. Hai vị có nghe hát hay không? Nếu không nghe thì làm ơn tránh qua một bên giùm. Ông làm gì mà dữ vậy? Ở đây không có Tiểu Diễm Thu, sau này không có ai tới nữa đâu. Đúng, ông sắp dẹp tiệm rồi. Nè, tụi mình đi. Làm ơn tránh giùm. Vô xong à, có nghe Tiểu Diễm Thu hát Hồng Lâu Mộng hay không? Đương nhiên có. Cô hát đoạn đại mộc thiệt là hay ghê lắm. Còn biết hát mấy câu? Ồ, như ta đây. Hay quá.
Thẩm đại gia, thiếu phu nhân của chúng ta không được khỏe, hôm nay không gặp khách, mời ông hãy trở về. Cô có nói với bà là tôi muốn gặp bà hay là không? Tôi đã có nói, bà nói bà không muốn gặp ai hết, mời ông hãy về đi. Thiếu Du Huynh, bức quả này. Triệu Tông, xin lỗi nha, hôm nay tôi có chuyện. Thập toàn thập mỹ của đường Bá Hổ, nhị thiếu gia, cậu lấy bức quà này làm gì? Quan hệ tới cô à? Tôi... Ây da, nhị thiếu gia này lại gây ra quà nữa. Sao cô nói gì? Bức quà đó là chi bảo toàn gia của đại thiếu gia để lại cho đại thiếu phu nhân. Đại thiếu gia cũng từng có nói, nếu như tiền trang đệ hưng có nạn đem bán bức quà này, có thể trái trấn gia nghiệp. Mấy năm nay đại thiếu phu nhân chúng tôi rất quý bức họa này. Bây giờ nhị thiếu gia lấy bức họa đi, thiệt tình không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đặt vô đi. Đặt vô quà này à, thật là xui á. Đúng rồi, đặt quà mệnh này. Đặt cái gì chứ hả? Đặt vô bức quà này á, tôi đặt tay nè. Bức quà đặt cái gì đây hả? Không đáng tiền đó, không được đặt, không được đặt. Đây là bức quà gì hay không? Nó là tuyệt tác của đường Bá Hổ đó cha nội. Ngươi nói thần bút là thần bút hả? Ta cũng có thể nói cây đinh đóng trước nhà của ta là cây đinh vàng đó, có được không? Ông, nè, có tiền á thì đặt đi, không tiền á thì cút ra ngoài. Cút cái vô là cút, hả? Tôi có bức họa đây mà, tôi đang chơi kia mà. Đừng có Triệu Tông, đừng có xin lỗi. Xin lỗi, xử công đạo cho tôi. Thiếu Du Huynh, đừng có nóng giận. Hay là để tôi nói câu công bằng, bức họa này là thiệt hay dở? Ở đây không có ai trong nghề, cho nên không có ai biết. Nhưng mà tôi tin tưởng Thiếu Du Huynh. Nghe chưa? Hay là gì? Để tôi làm người bảo đảm của ảnh. Nếu như anh ăn tiền thì cho anh lấy tiền đi. Nếu như anh thua, tôi lấy bức quà này và đưa tiền cho anh, được chưa? À, như vậy thì còn được. Nè, đặt vô, đặt vô đi. Đặt vô, đặt vô. Tài, 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 tài. Lại xỉu nữa hả? Nè, có phải ăn gian hay không hả? Hả? Không tiền thì cút đi. Nè, Triệu Tông Huynh. Nè, Triệu Tông Huynh, bức họa này. Thiếu Du Huynh, tôi bảo quản bức họa này cho Huynh chứ. Nhưng mà ở đây có chút tiền, Huynh hãy chơi dài dãn nữa đi, đủ không? Đủ rồi, đủ rồi. Khoan khoan nha, đặt tài. Thật ra bức họa của tôi đã đi đâu? Các người nói. Thiếu Du. Hả? Ngày nào cậu cũng ra ra vào vào phòng sách, bức họa của tôi ở đâu để cũng không biết. Tôi không biết. Không biết. Tôi biết rồi. Bức họa là do Chu trưởng quỹ lấy. Du Quang, Thiếu Thẩm, tôi bị Du Quang. Cái gì mà Du Quang? Còn chối cãi. Chính mắt ta thấy ông làm rách bức họa rồi đem liền bỏ. Để nói là sự thật. Là sự thật. Tỷ không tin. Không tin thì có thể hỏi họ. Thiếu Thẩm à, thiệt tình không phải là tôi. Không phải tôi. Đại thiếu phu nhân, tôi biết tại sao bức họa bị mất. Nói. Là nhị thiếu gia lấy. Nè, tôi tâm qua, đừng tưởng tỷ tỷ cưng cô rồi nói gì thì nói. Coi chừng tôi bán cô đó. Thiếu Du, tôi chỉ nói sự thật thôi. Cô Nếu màu, thật ra bức quả ở đâu? Tỷ tỷ,
Tin nó mà không tin tôi. Đứng lên đi. Dạ. Chu trưởng quỹ là công nhân ở trong tiệm Tâm Hòa, nó theo tôi đã 10 năm rồi. Tính tình của hai người này tôi rất là rõ, cũng như biết rõ tính tình của đệ. Hãy mau nói cho tôi biết bức họa đó hiện giờ đang ở đâu. Tôi không biết. Đệ không nói phải không? Chấp hành gia pháp. À, quỳ xuống. Quỳ xuống. Thật ra bức họa đó đang ở đâu? Họa, họa trong tay Triệu Tông. Tôi đánh bài thua nên hắn đã tạm thời bảo quản nó giùm tôi. Tôi đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, kêu đệ đừng có đi cờ bạc nữa. Đệ lại cứ khăng khăng đi cờ bạc. Nếu như đệ còn tiếp tục như vậy thì tiền trang đại hưng của chúng ta tôi làm sao trao nó cho đệ được hả? Không ra cái thứ gì hết thì tức chết mà. Quỷ cái. Quỳnh biết chắc rằng giờ này muội sẽ tới. Quỳnh thật là thông minh, quả nhiên lấy bức họa này trao đổi với muội. Hey, muội đâu cần phải nói khó nghe. Giữa hai chúng ta còn cần phải trao đổi à? Giữa hai chúng ta đáng lẽ là như vậy, không phải sao? Muội thì là coi thường Quỳnh. Làm ăn sao làm ăn, cảm tình sao cảm tình, không thể nói chung với nhau được. Quỳnh lấy bức họa này là sợ Thiếu Du làm nhơ nhuốc, thiệt tình không có gì khác. Quỳnh trao bức họa này lại cho muội dễ dàng như vậy, không sợ muội qua cầu rút ván, không nghĩ tới việc Quỳnh mượn tiền sao? Mượn tiền là chết, người là sống. Quỳnh chỉ thích sống ở trong sực sở thôi. Mỹ nhân Nguyễn Chu Liên, đê đầu ngưỡng Nga Mi, đảng kiến ngấn lệ thức, bất tri tâm hận thùy. Còn phải nói nữa hay sao? Mùi hận chính là cái tên quan gia này nè. Đừng có hận Quỳnh, nhắm mắt lại. Quỳnh dẫn mùi bay. Chuyện vay tiền đừng có miễn cưỡng. Muội có từ chối Quỳnh sao? Nhưng mà Quỳnh biết gia cậu muội không chỉ có một mình Quỳnh. Tin tức của Quỳnh linh thông thiệt. Lý Nguyệt Nga là bạn thân của Quỳnh từ nhỏ tới lớn. Phu quân của bà Châu Thế An là địch thủ lớn nhất trong việc làm ăn của Quỳnh. Quỳnh biết muội rất là khó xử. Không sai, muội đã hứa với Nguyệt Nga rồi. Nhưng mà Quỳnh muốn trả cái ơn này cũng không khó. Cần phải coi Quỳnh có bản lãnh này hay không. Là ý gì? Phu quân của Nguyệt Nga đã yêu một người đàn bà. Mùi muốn Quỳnh đi ăn cắp trái tim người đàn bà này. Quỳnh không hiểu. Bây giờ Châu Thế An cứ đeo sát con đổ Lan Yên đó. Nếu như Quỳnh có thể khiến cho Lan Yên yêu Quỳnh trong giờ phút này, như vậy thì Châu Thế An sẽ nản lòng. Và tới cuối cùng, phu quân của Nguyệt Nga sẽ quay về cảnh cũ. Đối với ông ta, việc làm ăn sẽ không còn quan trọng. Có hiểu chưa?
Nghe kỹ ra hình như cũng sẽ có lợi. Nhưng mà shop phim bộ chấm cơm muội không có ghen à? Đồng hành và giữ gìn phim cùng bạn. Chuyện phong lưu của Quỳnh nhiều tới đếm không hết. Nếu như muội có lòng gan tuông, chỉ sợ đã gan chết lâu rồi. Còn ở đây dây dưa với Quỳnh hay sao? Được, trò chơi này cũng rất khá, Quỳnh thích. Nhưng mà sau khi chuyện thành công sẽ cho Quỳnh mượn tiền. Coi kìa nè, vô xong à, muốn coi kìa. Ây da, nếu như cô rảnh á, hẹn cô đi coi hát nữa, có chịu hay không? Mua vô. Lần sau mình chỉ coi Tiểu Diễm Thu hát thôi, người khác hát được không nghe? Đại ca Tâm Hòa. Ờ, hai người. Tôi có chút chuyện, tôi về trước. Nè, vô xong. Đại ca, Tiền Trang, Đại Hương mở cửa làm ăn, đại ca còn ra đây làm gì? Tiền Trang có đám anh em coi chừng, đâu có sao chứ. Chưa chuẩn quỷ mới vừa xin phép, các người khác lại không có kinh nghiệm, lỡ xảy ra chuyện gì, đại ca ăn nói sao với đại thiếu phu nhân? Có đúng lúc vậy hay không? Chuyện gì cũng phải cẩn thận là trên hết. Được rồi, được rồi, mùi mùi tốt của anh biết em quan tâm cho anh. Nhưng em coi, hai mươi mấy tuổi rồi vẫn là độc thân, bây giờ hiếm có được cô gái thích anh. Em nương tay tha cho anh một lần ha, có chịu hay không? Có chuyện gì một lát nói sao? Anh đi ha. Vô sông, vô sông à, đợi ta với, vô sông, vô sông. Hey, là Nhã. Vậy làm sao đi? Sư phụ à, cô gia xin sư phụ cứu con, lần này nhất định phải cứu con. Nếu biết có ngày hôm nay thì tội tình gì chứ? Lúc đầu sư phụ nói với con nhiều lần, kêu con coi chừng chặt chẽ làm nghề của mình, kỹ nhất á là nhãn tuyệt. Đừng có nói chuyện con đền không nổi số tiền này, cho dù đền nổi đi nữa thì cũng không thể tiếp tục làm nghề này. Chuyện quá nghiêm trọng, sư phụ đỡ không nổi. Sư phụ, con xin sư phụ, con không thể mất đi việc làm này, con không thể rời khỏi Tiền Trang Đại Hương được. Con van xin ông, sư phụ, con van xin ông. Hai người ở đây diễn tuồng gì đó à? Đúng rồi thiếu gia, Tô Tam Hải sơ ý nhận vô một món hàng giả, tôi đang định đi bẩm cáo với thiếu thẩm đó. Chuyện này để tôi xử lý, bên tỷ tỷ để tôi nói chuyện. Tô Tam Hải theo tôi. Đại thiếu phu nhân thích sạch sẽ, quần áo ngày nào cũng phải giặt. Dạ. Mình ngày nào cũng phải phơi. Dạ. Có nghe không? Dạ nghe được. Tô Tâm Hòa, qua đây, mau lên. Nhị thiếu gia có chuyện gì sai bảo? Tôi có cái này cho cô coi. Là cái gì? Theo tôi thì biết. À, tôi. Ây da. Mau lên, tới đây coi đi. Đúng rồi. Nè. Tính ra. Tô Tâm Hòa, thấy chưa? À, con ngựa của ta mới mua đó, thấy sao? Đại ca, chuyện gì? Sao lại như vậy? Có phải nhị thiếu gia có tình làm khó đại ca? Tôi đâu có làm khó nó, hắn làm khó tôi thì mới đúng. Cậu buông tay. Ngọc Như Ý giả đem tới Tiền Trang lấy 100 đồng. Cô nói đi, nếu tỷ tỷ biết được chuyện này, tỷ tỷ sẽ thế nào? Hả? Đại ca, có phải thiệt không? Nói đi. Bây giờ mình đã nói với đại ca bao nhiêu lần? Quỳnh. Được rồi, nè, các người coi đủ chưa? Nếu đã coi đủ, hãy nhường đường cho ta, ta phải xuất phát. Chánh giờ đây, làm dữ. Nè, Tô Tâm Hải, kéo xe. Dạ. Đại ca, nhị thiếu gia, trăm sai ngàn sai cũng là đại ca tôi sai. Nhưng từ nhỏ sức khỏe của anh rất yếu, anh chịu không nổi nỗi khổ này. Tôi van xin cậu đã từ đại bi tha cho anh. Tâm Hòa cảm kích vô cùng.
Thật ra không tới cục cảnh sát thưa nó đã nể mặt cô lắm rồi. Hơn nữa, tuy rằng kéo xe cho dù rất mệt, nhưng còn hơn là ở tù. Nếu một năm là 10 đồng thì 10 năm mới trả hết. Nhị thiếu gia, thật ra con muốn sao? Tôi muốn sao? Không phải cô đã thấy? Nếu còn muốn anh kéo thì đã kêu anh kéo lâu rồi, cần gì phải kêu tôi ra đây? Thông minh, thông minh thiệt đó. Hey, nhưng mà rất tiếc, cô có biết là chính cô nhiều chuyện hay không? Nếu như nhị thiếu gia dù chuyện bước chân mà trách móc tôi, tôi tình nguyện lãnh tội. Thỉnh tội? Một câu thỉnh tội thì phải tha. Như vậy thì các người có lợi quá. Trừ phi cô hứa với tôi một điều. Điều kiện gì? Nó kéo xe 10 năm, cô là A Hoàng cận thân của tỷ tỷ tôi, thân phận hơi cao quý. Nè, nếu cô chịu kéo một ngày thì coi như 10 năm, thế nào? Được, tôi hứa. Công điện. Đại ca, Quỳnh không cần phải nói nữa. Quỳnh sai, Quỳnh phải bị trừng phạt. Nhìn thấy già đã khoan hồng rộng lượng. Đưa cho muội. Tâm Quả. Đưa đây. Tâm Quả. Công điện. Đưa cho muội. Để ta. Để ta kéo cho. Tâm Quả. Đưa đây cho kéo mà. Để ta kéo. Tâm Quả, nghe ta nói, để ta kéo. Nghe ta nói nè Tâm Quả. Nghe ta nói nè, để ta kéo cho. Tâm Quả, đừng có làm như vậy. Đưa đây, đại ca. Mau lên, mau lên, mau lên, mau lên đi. Chưa ăn cơm hay sao chứ hả? Mau lên, mau lên. Tâm Quả. Tâm Quả. Tâm Quả. Tâm Quả. Tâm Quả, đừng kéo nữa. Để cho anh, đừng kéo. Để cho anh. Nè. Đại ca cứ mặc kệ mũi. Tâm Quả. Mũi kéo một ngày là đủ. Còn đại ca phải kéo 10 năm sẽ quỷ đi suốt đời của đại ca. Nè. Lãnh đại ca. Xảy ra chuyện gì? Chuyện của ta không cần ngươi xen vô. Ba ngày ban mặt mà ăn hiếp một cô nương yếu đuối, ngươi còn là nam nhân sao? Huynh muội bọn đó cấu kết lừa bịp, lấy giả coi như thật, gạt tiền của Tiền Trang. Không phải như vậy, người ta đem đồ tới cầm, đại ca coi không rõ, bị người ta gạt. Đã giận rồi thấy chưa? Tô Tâm Hòa, cô trả tiền hay tiếp tục kéo xe? Tôi kéo, tôi kéo. Khoan đã, nếu như ta có thể giải quyết chuyện này. Tôi có nói chuyện của tôi, ngươi không cần xen vô. Ta là hộ diện của Trấn Bình An. Trấn Bình An có dân lừa bịp, lãnh dân có trách nhiệm rất lớn. Nếu gia nhị thiếu gia cảm thấy ta là người nhiều chuyện thì mời nhị thiếu phu nhân của ngươi nói chuyện với ta. Ngươi... Được. Ngươi thích nhiều chuyện, ta không có cản ngươi. Nhưng mà nếu không giải quyết được chuyện này thì hãy kéo xe chung với nó. Quân tử nhất ngôn. Được. Muốn làm gì? Nếu là giả thì phải tiêu hủy trước mặt đám đông, còn giữ nó lại không biết sẽ còn hại bao nhiêu người nữa. Thì ra là giả. Được, vậy chuyện này giải quyết thế nào? Trấn Bình An xuất hiện cả lừa bịp, hộ diện này bỏ qua được sao? Nếu Ngọc Như Ý bị quỷ trong tay của ta thì ta sẽ gánh hết. Các vị hương thân phụ lão, nội trong một tháng ta bảo đảm trả lại cho cậu cả lời lẫn vốn. Ngươi có nhiều tiền như vậy hay sao? Đây là chuyện của ta. Chị được, nếu ngươi chịu đền thì ta không tính toán. Tô Tâm Hải,
Chuyện này ta bỏ qua. Nhưng mà từ nay về sau, ngươi không còn là trưởng quỹ của Tiền Trang. Tự lo liệu đi. Vàng thiếu gia. Lãnh đại ca, Quỳnh có tiền nhiều như vậy à? Thiệt hả? Hãy tin ta. Từ khi đại ca của cô đi rồi, chuyện của tôi làm thiệt tình còn nhiều hơn gấp mấy lần. Cũng may cô thường tới đây làm tiếp giùm tôi. Nếu như không, thiệt tình bộ xương già này chịu không có nổi đâu. Tôi không biết gì hết, chỉ biết lau dọn trong tiệm. Đại thiếu phu nhân có nói vài hôm sau vị chân quỷ mới sẽ từ chỗ khác đều qua đây. Tới chừng đó ông sẽ giảm bớt công chuyện. Tâm Hòa, thật ra đại ca của cô cũng là một người tiếp tay rất tốt. Tôi tới đây chuộc lại cái ngọc như ý ba hôm trước cầm cho các người. Chuyện gì? Không phải hư hao chứ? Nếu lỡ có, các người phải theo tờ biên nhận này đòi lại gấp 10. Ngọc như ý của ông là giả. Giả hay thiệt cũng được. Đồ tôi cầm tới bây giờ chuộc lại, Tiền Trang không có quyền không trả. Ông yên tâm, ngọc như ý của ông vẫn hoàn chỉnh vô khuyết. Chờ một lát, đem ra đây. Tôi chuẩn quỷ. Ông hãy coi có hư tổn gì không. Sao lại vậy hả? Không phải lãnh dân đã đập bể ngọc như ý trước mặt mọi người rồi hay sao? Lúc đó liền là hàng bán ngoài đường chứ không phải là ngọc như ý của ông. Lãnh đại ca có nói chỉ cần làm vậy, vật chủ mới vì thăm tiền bồi thường tự động hiện thân. Thế nào, thật ra ông chuộc hay là không chuộc? Nếu như chuộc thì trao tiền ra lấy hàng về, không chuộc thì hãy đến từ đường với chúng tôi. Bắt hắn lại. Nè, đứng lại. Lên lên.
Dạ cảm ơn. Cô nương, bảo kiếm tặng anh hùng, không phấn phối gia nhân. Nếu cô chịu lên thuyền của tôi trò chuyện với tôi thì chiếc nhẫn này sẽ thuộc về cô. Đúng là đồ điên. À, là chiếc nhẫn. Cô nương, không lẽ cô chịu ít? Tiền có thể mua được rất nhiều đồ, nhưng mà có nhiều cái không thể mua được. Tôi nói cho ông biết, cái tướng của ông rất khó ưa, nhưng hành vi thì càng khó ưa hơn. Ôi giờ, không biết là cái hạ người gì, đó đất trọng là cái gì mà không biết thằng chứ già lại còn nói như vậy thì là quá già. Đừng để đây nói. Thiệt là có tính cách. Thì tầm tới già, cứ mặc kệ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.